Xin trân trọng kính chào toàn thể các anh, các chị, các bác trên kênh Hoàng Thảo Kè. Xin mời toàn thể các anh, các chị, các bác chúng ta trở về vùng đất Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, thành phố Việt Trì. Chúng ta đang ở sân Bảo tàng Hùng Vương, nơi mà vườn lan chính chương, hoa lan chính chương trưng bày những cái tác phẩm lụa và hoa lan rất đặc trưng, tượng trưng cho những chiếc thuyền đó, tượng trưng cho những tác phẩm lụa rất là đẹp để trưng bày kết hợp giữa lụa và hoa lan, đã mang đến một cái triển lãm thật sinh động và ý nghĩa đối với những người chơi lan. Để mục tiêu của hoa lan chính chương đó là hướng tới chân thiện mỹ. Hoa lan là vào cuộc sống, nó cũng như là một món ăn tinh thần hàng ngày của người dân Việt Nam. Và hướng tới hoa lan sẽ là một ngành công nghiệp hoa lan xuất khẩu sang các nước, tới những người chơi lan trên toàn thế giới. Vâng, xin mời anh chị chúng ta cùng hướng tới chân thiện mỹ. Khi ngắm những giỏ hoa lan, con người ta bỗng quên đi những cái nhọc nhằn của cuộc sống. Nó cũng như là một món ăn tinh thần để tái tạo sức lao động sau những ngày làm việc. Ta có thể thảnh thơi ngắm những giỏ hoa lan. Đấy, và đây là những giỏ hoa lan năm cái trắng Phú Thọ, mang tên mảnh đất Phú Thọ giàu yêu thương và quý mến. Đây là một sự sắp xếp rất là tài tình, thẩm mỹ của hoa lan chính chương. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta dành thời gian thứ bảy chủ nhật tuần này chúng ta tham quan khu trưng bày hoa lan của vườn lan Chính Chương, công ty cổ phần hoa lan Chính Chương, được trưng bày tại đường Trần Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Rất là thơm ngào ngạt luôn. Lên những cái đường vân đặc trưng của vùng đất tổ. Xin trân trọng cảm ơn các anh, các chị, các bác chúng ta đã đi vào vòng khu triển lãm trưng bày. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các anh, các chị, các bác.